trưởng môn khiêm tốn chút chấp 389. Thiên huyền giới Lộc Châu. Bạch Lộ có lẽ đã quay về Lâu Ngoại Lâu nếu đã cá cược với Lộ trưởng môn. Vậy phải nhanh chóng đi tìm Bạch Lộ, dành 3 ngày để tu luyện mới được. Sơn Ngoại Sơn. Nơi này là một trong tứ đại thánh địa của thiên huyền giới, núi Sơn Ngoại. Tuy núi Sơn Ngoại nổi tiếng ngang kiếm tông, Phật môn, núi Sơn Thu, nhưng không phải là một tông môn hoàn chỉnh giống như 3 tông môn còn lại. Núi Sơn Ngoại là một liên minh của những tu giả từ 72 Sơn Phong do minh chủ lãnh đạo, không giống môn phái, càng giống bang phái hơn. Nơi âm tư sống, Lâu Ngoại Lâu. Giống như Hắc Trúc Lâm của kiếm tông, Lâu Ngoại Lâu cũng là thánh địa của núi Sơn Ngoại. Sư phụ, người quay về rồi. Con đã quay về từ hôm qua rồi, sao hôm nay người mới về, có phải đi đâu chơi mà không dẫn theo đồ nhi? Vi sư đã đánh cược với trưởng môn của Mạc Môn, cược con đánh thắng hắn. Không có thời gian giải thích, nhanh chóng bắt đầu tu luyện, vi sư sẽ truyền bí pháp cho con. Hả, cược con thắng trưởng môn của Mạc Môn, ý của sư phụ là con sẽ giao đấu với hắn sao? Sao thế? Không dám giấu sư phụ, con và tên đầu chọc đó của Phật Môn đã từng giao đấu với Lộ trưởng môn, hơn nữa. Tụi con đã thua. Con và Nam Vô của Phật Môn. Đúng vậy, cùng nhau thua. Nha đầu này, càng ngày càng điên. Thật sự không biết nên quản giáo nó thế nào, nó không nên mê muội mình như vậy, nên tìm một nam nhân kết hôn sinh con mới đúng. Nếu đã như vậy, thì con lui xuống đi. Hả, sư phụ, người ta mới vừa nhìn thấy người mà, con còn chưa. Liên thủ với đệ tử của La Hán cũng bại dưới tay hắn, còn không biết tiếp tục phấn đấu. Nhưng mà... Còn không biết hối cải, đi. À, sư phụ, người tàn nhẫn quá. Con rất thích. Có lẽ Bạch Lộ điên rồi, phải tìm một danh y khám bệnh cho nó. Lộ Triều Ca của Mạc Môn lại có thể cùng lúc đánh thắng Bạch Lộ và Nam Vô. Hắn rất xứng với Bạch Lộ của mình. Đáng ghét, rõ ràng hắn đã thắng rồi, lại còn muốn lừa bản tọa lấy bảo vật. Huyền Châu, Phật Môn, Diện Bích Phong. Con và Mục Bạch Lộ đã bại dưới tay tiểu tử Mạc Môn đó. Cùng nhau thua. Lúc nãy, người cũng bất ngờ còn có La Hán của Phật Môn Huyền Châu. Tiểu tử đó, nói rõ là không muốn đưa Hỗn Độn Chi Châu, còn muốn lừa lão hòa thượng này lấy bảo vật, đúng là đáng ghét. Sao sư phụ tức giận thế? Thanh Châu, Đan Thanh Phong, Mạc Môn. Và người thắng lợi nhất lúc nãy đang ở Mạc Môn thu nạp, người mới. Đây là bảo vật mà trưởng môn đại nhân mang về. Nô gia Nguyệt Bạch bái kiến chư vị. Nô gia Hổ Phách bái kiến chư vị. Nô gia Yên Chi bái kiến chư vị. Trưởng môn đại nhân, người không muốn giải thích vài câu sao? Nếu trưởng lão đại nhân đã muốn nghe giải thích, ba vị hãy kể câu chuyện của các người cho trưởng lão Đông Lê đại nhân nghe đi. Vâng, trưởng môn đại nhân. Một lúc sau, ba người Nguyệt Bạch đã kể toàn bộ cuộc đời của mình bị Thiên Cơ Tán Nhân phá hủy như thế nào cho đệ tử của Mạc Môn nghe. Đáng hận, đúng là đáng hận, thân thế của mấy vị tỷ tỷ này thảm quá. Sau này các người sẽ là đệ tử của Mạc Môn ta, ai cũng đừng hòng bắt nạt các người. Muốn thật sự trở thành đệ tử của Mạc Môn, cần chính miệng trưởng môn đồng ý mới được, nhưng số lượng đệ tử của Mạc Môn quá ít. Thân phận của mình đặc biệt, e là không có tư cách trở thành đệ tử, nhưng cho dù là tạp dịch cũng không tệ. Lộ trưởng môn, thật sự sẽ cần những người thấp kém như mình sao? Bản trưởng môn tuyên bố, từ nay, Nguyệt Bạch, Yên Chi, Hổ Phách chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Mạc Môn. Sau này, do bản tọa đích thân bái tế thông báo với tổ sư, sau này các người phải tuân theo giáo lý của Mạc Môn ta, hành hiệp trượng nghĩa. Đúng rồi, vẫn ghi dưới danh nghĩa của Đông Lê trưởng lão. Lại là thân phận đệ tử ngoại môn, ý là đệ tử chính thức. Ngài ấy thật sự đã thu nhận bọn mình. Ngài ấy không ghét bỏ bọn mình. Tạ trưởng môn thành toàn. Linh Phong Thuật mở. Nhận ba đại tu hành giả ngũ cảnh làm đệ tử, phẩm cấp của Mạc Môn mình lại thăng cấp rồi. Nhưng mà chuyện này không vội, còn có phần thưởng khác phải nhận trước. Đêm khuya yên tĩnh, đến lúc xem phần thưởng của phó bản solo Thiên Cơ Các rồi. Đã qua ải phó bản Thiên Cơ Các, bạn có muốn nhận phần thưởng không? Muốn. Đang tiến hành đánh giá lần qua ải này. Giết ba người trong tứ tháp chủ. Giết Thiên Cơ Tán Nhân. Giết Minh Vương Chi Kiếm. Thu phục ba người trong thượng tạm tháp chủ. Đánh giá lần này là
S-S, hệ thống ngươi không đánh giá sai chứ? Có muốn nhận phần thưởng không? Thời gian đếm ngược, 10 giây. Con mẹ nó, ta nhận, xem ra, không giết hết toàn bộ boss nên bị hệ thống trừ điểm. Bỏ đi, ba em gái đó của Thiên Cơ tán cũng không tệ, S-S. Đã nhận thành công, phần thưởng qua ải sẽ sớm được gửi đến. Cho nên, nếu giết sạch phó bản Thiên Cơ các thì rốt cuộc sẽ nhận được phần thưởng gì? A. À, đầu tiên không nói đến phần thưởng, chỉ dựa vào hai bảo vật của Phật Môn và Lâu Ngoại Lâu thì đã là hời to rồi. B. Tôi đoán có lẽ có tư chất kiếm đạo. C. Nếu Triều Ca có thể thăng cấp thần thông bản mệnh thì tốt rồi. D. Vẫn là thiên địa thân hòa tốt nhất. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.